Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 122 về mua vaccine phòng COVID-19 do AstraZeneca sản xuất của chính phủ Hungary. Tại nghị quyết này, chính phủ đồng ý số lượng vaccine mua, nhập khẩu, tiếp nhận diện trợ, tài trợ trong năm 2021 dựa con số quy định tại nghị quyết 21 ngày 26 tháng 2 năm 2021 của chính phủ cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt quy định tại Điều 26 luật đấu thầu trong việc mua 400.000 liều vaccine phòng COVID-19 do AstraZeneca sản xuất của chính phủ Hungary. Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương tổ chức thực hiện việc mua vaccine phòng COVID-19 do AstraZeneca sản xuất của chính phủ Hungary, đảm bảo chất lượng vaccine, hiệu quả, tiến độ trong phòng chống dịch COVID-19.